Quốc gia nào duy nhất trên thế giới đã từng cấm phụ nữ lái xe? Ả Rập Xê Út. Chính xác. Lên. Ai út đi mà. Quốc gia nào có nhiều người béo phì nhất thế giới? Mỹ. Chưa đúng. Nào ra. Chính xác. Lý Thường Kiệt được xung một chức hoạn quan năm bao nhiêu tuổi? 23. Chính xác. Trong truyền thuyết Trọng Thị Mỹ Châu, máu của Mỹ Châu sau khi chết hóa thành gì? Ngọc trai. Chính xác. Mát luôn. Quá mát luôn. Ngôi đền nào của Ấn Độ là biểu tượng tình yêu vĩnh cửu? Tên gì nè? Tên gì quen quen nè? Taj Mahal. Chính xác. Mày nè. Người phải, phải. Câu này tao đặt ngôi sao hy vọng, hình phạt gấp đôi. Chơi không? Còn hai cái hả? Chơi không? Chơi mày, ai sai? Người cận thị phải đeo loại thấu kính nào? Bị cận thì đeo kính cận chứ kính gì có hỏi. Sai rồi. Xứng đáng bị phạt luôn nè. Thấu kính phân kỳ. Chính xác. Ủa? Lên cho tao. Vậy không đập lưng không? Này thì kính cận gỡ không nổi rồi. Này thì còn thở là còn gỡ. Đường thốt nốt là đặc sản của tỉnh nào?